chào các bạn. Đây là tàu AlphaGas. Tàu AlphaGas có nghĩa là cái tàu này, theo nếu như theo cái tên của nó là tàu chở ga. Đây là tàu chở ga này. Rất là lớn. Tàu này phía dưới là có cái chữ, theo mình đó là chữ Hàn Quốc. Phía dưới cái chữ AlphaGas này là có chữ, mấy cái chữ tượng hình này này. Nó giống chữ Hàn Quốc hơn là chữ Trung Quốc. Cũng không phải là chữ của Nhật. Bởi vì mình học tiếng Nhật là mình biết. Mấy cái chữ này là, một là chữ Hàn Quốc, hai là chữ của Trung Quốc thôi. Còn chữ Nhật là chắc chắn là không phải. Ở bên trong, ở giữa cái lòng tàu ấy là nó có những cái bồn chứa. Có những cái bồn chứa ở giữa lòng tàu. Tàu thật là... Tàu này chắc chắn là chở khí ga. Chở khí ga hoặc là chở xăng dầu. Thường thường thì những tàu chở xăng dầu hoặc chở khí ga là phải có bồn. Đặc biệt là tàu chở khí ga ấy, là nó phải có bồn lớn. Bởi vì khí là nó không thể, nó không giống như những cái hàng thông thường, nó phải chứa trong những cái bể chứa kín, không bị hở. Hôm nay điều kỳ lạ là mình thấy nhân viên của cảng đi đâu hết ấy, nó không, người ta không ở đây. Có những cái đường ống ở đây bạn này, có những cái đường ống dẫn đi đâu. Mà tàu lớn chưa. Ở trên tàu thì nó có cái chữ no smoking, có nghĩa là không hút thuốc. Safety first, có nghĩa là an toàn là đặt lên hàng đầu. Chào mọi người, thì mình được lên tàu, được mấy anh thủy thủ cho lên tàu. Ở trên tàu là có những cái bể chứa khổng lồ, rất là lớn. Ok, mình sẽ đi lên trên này. Wow, tuyệt vời. Wow. Ở trên này là có những cái lối đi ở trên cái bồn này. Đứng bên này nhìn được cả sông Cấm. Nhìn được cả sông Cấm luôn. Các bạn nhìn thấy không? Tàu này rất là rộng nhé. Bề ngang của tàu rất là rộng. Mình đang đứng trên một cái bể ga khổng lồ. Anh ơi, tàu này là tàu của Việt Nam hay tàu của nước ngoài anh? Việt Nam đúng không? Anh ơi, cái trụ này để làm gì ạ? Trụ này để xả anh, xả khí á. Anh ơi, tàu này là tàu bao nhiêu nghìn tấn anh? Chở ga 2.000 thôi. 2.000 tấn ga. Nhưng mà chính xác em thấy cái tàu này lớn vậy. Tức là chính tổng của nó là khoảng 6.000 mấy tấn. Dài khoảng bao nhiêu mét rồi anh? 99,7 mét. Rộng bao nhiêu mét đây? 17,8. Rộng 17,8. Tàu này đi từ cảng nào vào đây đấy ạ? Trung Quốc về đây. Đi từ cảng Trung Quốc về đây, tức là chở khí ga đã được chế rồi đúng không? Ga thành phẩm. Đây là cái mà đo áp suất phải không ạ? Áp suất trong bể. Ga này là dạng khí đúng không? Dạng khí chứ không phải dạng lỏng. Không, ga là hàng lỏng. Hàng lỏng á, ga này là ga hàng lỏng. Khí hóa lỏng. Khí hóa lỏng. Wow, tàu lớn đấy.
sông đẹp thật đấy, ngồi trên này quá tuyệt vời luôn. Tàu này do Việt Nam sản xuất à anh, hay là mua từ nước ngoài? Mua nước ngoài. Đây sông Cấm buổi chiều. Tàu này có đông thủy thủ không anh? 19 thủy thủ. Rộng rãi thật đấy, rộng thật. Nhìn cả hai mạn là biết. Em xuống nhé, cảm ơn anh. Các bạn thấy không, cái lối đi này chạy tít ra ngoài kia. Chạy tít ra ngoài kia. Đây là cái vòi rồng này. Đây là cái vòi rồng để phun nước. Thứ nhất là nó có thể chữa cháy, thứ hai nữa là nó là để đáp trả những cái tàu lạ. Địa thế ở cảng Cửa Lò nó có được, nó được núi chắn ở phía đông bắc. Nó được một cái dãy núi nhỏ nó chắn ở phía đông bắc. Và nó nằm ở cái cửa sông Cấm. Rất tuyệt vời. Mình vừa lên tàu xong. Cái con tàu này là con tàu chở khí ga hóa lỏng từ cảng Dung Quất để cung cấp cho thị trường Nghệ An. Phía cũng giống như bao con tàu vận tải khác thì con tàu này cũng có những cái gọi là những con tàu cứu sinh ở phía sau. Tàu cứu sinh này có thể chở được tối đa là khoảng tầm 20 người. Trên tàu nó có một cái cột này mình không biết là biểu tượng cho cái gì, tại sao người ta lại sơn cái màu này. Tàu này là tàu của Việt Nam. Tàu của Việt Nam mua của nước ngoài. Tuy nhiên thì tàu này là mang quốc tịch Panama. Quốc tịch của tàu là Panama. Sở dĩ người ta thường đăng ký quốc tịch cho tàu là tàu ở bên Panama ấy, là bởi vì Panama là một thiên đường miễn thuế. Các bạn có thể search lên Google ấy, tìm hiểu tại sao hầu hết những tàu thuyền trên thế giới, những cái tàu vận tải lớn trên thế giới, người ta đều đăng ký quốc tịch Panama. Cái cờ mà bay lên tàu ấy, đang tung bay lên tàu là cờ của Panama nhé. Dọc này là những cái đường ống đang bơm khí ga hóa lỏng. Bơm khí ga hóa lỏng ra khu vực bên kia. Mình nghĩ là ở dưới đáy của cái cầu cảng này ấy, là nó có những cái bể chứa. Thành ra cái đường ống này nó mới dẫn ra đây được. Và ở ngay ngoài cổng cảng ấy là nó có một cái gọi là cái để chuyên chứa xăng dầu và khí ga. Chuyên chứa xăng dầu và ga hóa lỏng. Là nó có nguyên hẳn một cái kho để chứa ở ngay cái cảng, ngay cái cổng của cảng Cửa Lò ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vui lòng like, comment, share để mình có động lực quay thêm nhiều video về tàu thuyền nữa. Cảm ơn.